Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 31 tháng 7 gia hạn các lệnh cấm tại thủ đô Manila để phòng chống COVID cho đến giữa tháng 8 và cho biết Trung Quốc sẽ dành ưu tiên cho Philippines một khi có vaccine. Philippines trong tháng 7 ghi nhận số ca tử vong hàng ngày cao nhất Đông Nam Á và cũng phá kỷ lục về số ca nhiễm tăng hàng ngày. Vùng thủ đô, các tỉnh phía Nam và các thành phố ở miền Trung Philippines được đặt dưới quy định về cách ly cộng đồng tổng thể, hạn chế sự di chuyển của người già, trẻ em, cũng như quy mô hoạt động của các cơ sở kinh doanh. Ông Duterte hứa, từ đây cho tới cuối năm, nếu có vaccine, sẽ cung cấp miễn phí, ưu tiên cho người nghèo và sau đó là tầng lớp trung lưu, cảnh sát và quân nhân. Philippines có số ca nhiễm virus corona cao thứ hai ở Đông Nam Á sau Indonesia, với số ca nhiễm tăng gần 5 lần lên thành 89.374, trong khi số tử vong tăng hơn gấp đôi lên thành 1.983 trường hợp kể từ khi các biện pháp đóng cửa hà khắc được nới lỏng hồi tháng 6.